anh em ơi, dính rồi, dính rồi. Ui, con chuột khổng lồ anh em ơi. Hang khủng, hang khủng. Đây anh em ơi, nó anh em nhìn này. Ui sợ, sợ tuột anh em ạ. Nó dính xong là nó kiểu nó dẫy ra đây này. Dẫy tung hết chỗ này, này, nó cắn này. Đấy hôm qua là chỗ muống này vẫn còn nguyên nhá, kiểu dạng là nó cáu nó cắn anh em ơi. May quá là nó đang định chui vào hang thì là cái que này của mình nó dính vào cái muống nên nó giữ lại. Ui con chuột đất to khổng lồ anh em ơi. Ui khổng lồ. Ui. Ui. Ui khổng lồ anh em ơi. Chuột đất, chuột đất, chuột đất, chuột đất, chuột đất, chuột đất. Ui khổng lồ, khổng lồ, khổng lồ. Khổng lồ. Hey, yo yo yo, what's up anh em? Chào mừng em đến với lại vlog nha. Ok, ở video lần trước mình đã làm một cái thử thách 24 giờ cũng như một cái thử thách bẫy chuột. Thì ở những cái video đấy thì là cái bẫy chuột nó không khả thi lắm, thì mình có một cái ý tưởng, một cái idea như thế này. Thì gần đây là cái những cái khu đồng ruộng này là nước bắt đầu nó trũng lại thì nó tạo ra những cái vùng nước đọng đấy. Và những cái vùng nước đọng ấy nó rất là nhiều cá, nó kiểu nó dồn về đấy, nó kiểu nó trú ngụ những giọt nước cuối cùng đấy. Thì đấy là điều kiện để cho những con cò nó xà xuống nó bắt, nó săn nó bắt. Đấy, ok anh em ơi. Thì là ý tưởng của mình là chính là dùng cái bẫy chuột để đi bẫy cò nha anh em ơi. Thì cách đây 2 hôm mình vẫn để những cái bẫy chuột của mình ở quanh khu này. Thì bây giờ mình sẽ đưa anh em đi kiểm tra lần cuối để xem là những cái bẫy chuột của mình đấy có bẫy con nào không. Sau đó là mình sẽ thu gom hết về và mình cùng các bạn sẽ cùng nhau đi đặt bẫy cò bằng bẫy chuột nha anh em ơi. Và để xem là khi mà, tại vì mình nhìn thấy là những cái mặt bùn ấy, ở những cái vùng nước đọng ấy thì là những cái dấu chân cò rất là nhiều, tại vì là nó sẽ xà xuống nó đi tìm thức ăn. Tại vì bây giờ là mùa khô rồi thì là những cái vùng nước đọng nó còn rất là ít luôn. Và cái thử thách bẫy cò bằng bẫy chuột lần này mình sẽ đặt ra mục tiêu đó chính là được 10 cái bẫy, thì mình sẽ đặt ra mục tiêu được khoảng 3 con đi. Anh em lại tiếp tục cá với mình đi. Nếu mà mình bẫy được trên 3 con thì là anh em là người thua, thì anh em sẽ lại phải like video, chia sẻ video trên Facebook. Còn nếu mà mình thua thì mình sẽ phải rời lại như thế này, thì khả năng là mình sẽ phải nhảy xuống ao. Nhảy xuống ao để cho anh em nhìn cái cảnh mà mình trời lạnh mình nhảy xuống ao là như thế nào nha anh em ơi. Mục tiêu là 3 con cò. Okay, nếu mà anh em nào đồng ý chơi với mình thì ngay bây giờ hãy comment số 1 ở dưới phần comment. Và để xem là các bạn thắng hay là lại vlog thắng nhá, ok anh em ơi. Thì bây giờ là mình sẽ đưa anh em đi thu gom tất cả cái bẫy này để xem là có được con chuột nào không đã anh em ơi. Đây, hôm đấy là mình đặt đây 2 cái này. Nào để xem. Hôm đấy là mình sống một con chuột đây rồi. Mình sống một con rồi nhá. Bên này một bẫy đúng không nhỉ? À đâu, ở mé trên, mé trên, mé trên. Đây. Ô. Mình nhớ là cái que của mình cài ở đây thì chắc chắn là bẫy mình chưa mang đi. Mình chỉ thay đổi vị trí một của một cái thôi. Ôi đừng đừng bảo là cái bẫy nó tha đi đâu rồi nhá. Hỏng rồi, hỏng rồi anh em ơi. Hỏng rồi. Khả năng là dính bẫy, dính chuột nó tha đi rồi. Đây. À không phải, không phải. Cái này. À đúng rồi, cái này mình vẫn để nguyên mà. Mình vẫn để nguyên mà. Đây có cái này mình di chuyển một tí tẹo thôi. Cái này không trúng nha anh em ơi. Không trúng mình sẽ cầm về. Ok. Thế còn cái kia. Cái này. Cái này thì là cột đây thì chắc chắn là bẫy nó chỉ quanh đây thôi. Hoặc là nó tha đi đâu rồi. Dính rồi nha anh em ơi. Con này chắc chắn dính rồi nhưng mà nó tha rồi nhá. Để mình kiểm tra lại xem là cái bẫy của mình đâu chứ. Một cái bẫy 5.000 bạc đấy. Nó dính xong là nó tha xuống kiểu nó dẫy nó rơi xuống ao rồi anh em ạ. Thế là mất một cái nhá. Cọc của mình vẫn để đây thì chắc chắn là khả năng là dính con này nó to nó dẫy được xuống dưới rồi. Ở đây mình thấy mấy ngách đi xuống cơ mà. Đây còn một cái vũng nước nhưng nó vừa cạn nước xong này. Xung quanh rất là nhiều dấu chân cò luôn. Anh nhìn thấy chưa? Đó. Thì khả năng nếu mà muốn làm bẫy thì bây giờ mình chỉ cần múc nước ở đâu đó mình đổ vào nhiều hơn một chút. Sau đó là nó sẽ tạo thành một kiểu cái hiệu ứng đấy. Thì ok nhá, tất cả đây là những cái số bẫy mà mình đã thu về rồi đây. Thì bây giờ mình sẽ phải nối dây từ cái bẫy nối vào cái cọc. Sau đó là mình sẽ mang ra đầu đằng kia mình nhìn thấy là cò xà xuống rất là nhiều, cái đầu khu đằng này này. Anh em nhìn kìa, anh em nhìn kìa. Đây đây đấy. Mình động một phát nó bay kìa. Dã man chưa? Còn cò trắng đây 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 đấy. Ok em nhá, đây mình bắt đầu đến cái khu vực mà nhiều cò rồi. Mình sẽ quay cho anh em xem này. Đây là có một cái vũng nước rất là to. Để mình tiến lên trên đây nhá. Đây đồ đạc mình đã cầm sẵn đây rồi. Đây em nhìn này, dấu chân cò này, rất là nhiều. Anh em nhìn nhá, đây là những cái dấu chân con cò này. Và đây là dấu mổ của cái mỏ con cò này, anh em nhìn thấy chưa?
Đó, nó mỏ xuống để nó tìm thức ăn đấy. Đây này. Đó, rất là thú vị đúng không? Lần đầu tiên mình nhìn thấy những cái dấu này luôn. Nó đi dọc những cái đoạn ướt ướt này, nó tìm thấy chỗ nào phát nó bổ xuống để kiểm tra, nó tìm thức ăn đấy. Khi nãy mình thấy một con chuột rất là to, nó động, nó chạy từ đây. Nó chạy vào trong đây. Đó, thế nên là ở đây nó cũng có một cái hang này, anh nhìn này. Mình thấy chưa? Đó, thì ok bây giờ mình sẽ trích ra một cái bẫy cò, mình sẽ đặt đây nhá. Thế biết đâu lại dính chuột đây này. Đường đi rất đẹp này. Ok, đây chắc là cửa hang rồi. Đó, ok anh em ơi, mình sẽ đặt một cái ở ngay cửa hang luôn. Che vào cho nó tối đi. Rồi, vừa có một con nó chui đây, ok nhá. Bây giờ mình sẽ đi tìm chỗ đặt bẫy cò đây. Đây này. Chỗ này chính là cái chỗ lần trước mình làm cái video thử sinh tồn, sau đó mình bắt được rất là nhiều cá đây này. Đó thì là mình có vứt lại mấy cái con nước con cá nhỏ nhỏ, thì bây giờ nước nó rút hết rồi. Và còn mỗi vũng kia thôi. Đây anh nhìn nhá. Đây này. Đấy, còn mỗi vũng này. Đó, thì mình đặt một cái bẫy cò đây rồi, đặt sẵn rồi, nhưng cái bẫy này chưa có dây. Dùng những cái bùn này mình sẽ ngụy trang cho cái này, tại vì cái màu này nó hơi lộ. Hơi lộ với cả những cái mặt bùn xung quanh, thì mình sẽ phải ngụy trang cho nó để làm sao cho nó thật là giống với cả mặt bùn đấy. Đó. Con bọn cò này rất là thông minh, chúng nó nhìn phát là chúng nó biết ngay. Mình sẽ phải đào một cái hố ở giữa này, đào hố nhỏ nhỏ thôi. Sau đó mình sẽ đi múc nước mình đổ vào đây. Đó, nếu mà bắt được thêm những cái con cá nhỏ mình vứt đấy thì quá tuyệt vời luôn anh em ơi. Đó, anh em mình có thể nhìn là những cái trận địa của mình này. Đó, mình đặt xung quanh. Toàn ấy thôi, toàn những kiểu hoa. Hoa nó bám rồi ngứa lắm anh em ạ. Kinh thật. Ok, xong. Đã setup xong. Búng nước, ngụy trang. Đẹp. Anh em ơi, dính rồi, dính rồi. Ui. Con chuột khổng lồ anh em ơi. Hang khủng, hang khủng. Đây anh em ơi, nó. Anh em nhìn này. Ui sợ, sợ tuột anh em ạ. Nó dính xong là nó kiểu nó dẫy ra đây này. Dẫy tung hết chỗ này, này, nó cắn này. Đấy, hôm qua là chỗ muống này vẫn còn nguyên nhé. Kiểu dạng là nó cáu, nó cắn anh em ơi. May quá là nó đang định chui vào hang, thì là cái que này của mình nó dính vào cái muống nên nó giữ lại. Ui con chuột đất to khổng lồ anh em ơi. Tuyệt vời anh em ạ. Ui ui mình ra thì mình nhìn thấy bạn này. Đây này. Cái nó dính nó bị cáu. Nó cáu, nó cắn hết này. Nó cắn hết xung quanh này. Em thấy chưa? Ui dính con chuột đất to thế. Ui ui. Nào để xem nào. À dính thế này thì đố nó chạy được anh em ạ. Đố nó chạy được. Ui khổng lồ. Ui 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 khổng lồ anh em ơi. Chuột đất, chuột đất, chuột đất, chuột đất, chuột đất, chuột đất. Ui khổng lồ, khổng lồ, khổng lồ, khổng lồ. Ui hỏng. Ui ui khổng lồ anh em ơi, dính con chuột đất khổng lồ. Ui đấy, chuột đất nào nó kêu như thế đấy anh em ạ. Em nhìn này. Anh nhìn này. Đấy. Dính chúng tay nhá. Ui cẩn thận, phải bắt ngay không là nó sẽ bị tuột. Nó sẽ bị tuột anh em ơi. Bây giờ là phải vô luôn anh em ạ. Không nào bây giờ tuột ra phát là mất luôn. Nào. Cẩn thận không nó cắn đấy. Đấy, dữ lắm anh em ạ. Đây này anh em ơi, mình đang giữ nó đây này. Xin lỗi anh em nhá, cái này là mình phải, không là nó sẽ chạy mất. Rồi. Ui, nó vẫn sống anh em ạ, nó tỉnh lắm. Ui rồi con chuột đất khổng lồ anh em ơi. Ui. Ui anh em ơi. Ui anh em ơi. Ui mình ra phát là thấy nó giật đây này. Xong là cái này anh em ơi. Cái này nó cắn tan nát hết luôn. Thế là hôm nay là may mắn là được dính được con chuột. Không dính được cò thì dính được con chuột đất khổng lồ này anh em ơi. Ô. Ô may quá dính được chúng vào bàn tay. Tuyệt vời anh em ơi. Ok mình sẽ cầm phải. Ui nặng lắm anh ạ, cái này phải hơn cân. Con chuột hơn cân. Ui đến phát mình nhìn thấy cái đuôi của nó to mình đã sướng rồi anh em ơi. Đây này, cái đuôi nó này. Chuột đất này. Chuột đất này thì cực kỳ ngon nhá anh em nhá. Đấy, con này thì phá hoại một màng thì kinh khủng rồi. Anh em nhìn cái bàn chân này. Bàn chân của nó phải to bằng bằng ngón tay trỏ của mình rồi anh em thấy chưa? Đó, cái đùi của nó này. Con này thì thịt rất là nhiều nhưng mà con này nó phải hơn một cân. To lắm anh em ạ. Ui, lông nó dài. Đây là chuột đất nhá, chuột đất với chuột đàn khác hoàn toàn nhau. Chuột đất là nó đi chỉ lẻ một con thôi.
Con chuột đàn là trong một tổ nó rất là nhiều con, cả đàn luôn, thì người ta gọi là chuột đàn. Thì chuột đấy nó nhỏ hơn, chuột đấy thì anh em thường gặp hơn, còn chuột đất này nó rất là nhanh, đôi khi là anh em không thể nào nhìn thấy nó đâu anh em ạ. To hơn cả cái bàn tay của mình này, thấy chưa, to hơn, dài hơn cả cái bàn tay của mình này đó, khổng lồ, quá khổng lồ. Ok anh em ơi, đấy nó đang tỉnh rồi đấy, đang tỉnh rồi đấy. Ok anh em ơi, thì có lẽ bây giờ mình sẽ chế biến một cái món gì đấy cho anh em xem nhá. Anh em hãy theo dõi là hôm nay mình sẽ chế biến món gì với cả cái con chuột đất này. Còn cái vụ bẫy cò thì là vẫn ok nhá, vẫn bẫy cò tiếp nha anh em ơi. Ôi nó đanh này, da nó đanh vào. Ui cái này tí nữa quay nên ăn tuyệt vời luôn anh em ơi. Ui con chuột đất này nó nặng thật, em nhìn này. Đó anh em ơi, ui nó đanh thôi rồi luôn anh em ạ. Con này kiểu dạng lâu năm lắm rồi anh em ạ. Anh em nhìn cái răng nó này, ui cái răng của nó. Dạ anh nhìn này, sợ chưa cái hàm răng nó này. Em tưởng tượng con chuột mà mình để nó tràn ra cả đĩa này, to hơn cả cái đĩa này anh em ơi. Đây này anh em, anh có thể nhìn này, cái lớp da của nó này, ui nó rộm lên này. Đó anh nhìn thấy chưa. Rồi cái phần đây là cái lanh này, đây là cái nanh, cái răng của nó này, anh nhìn thấy chưa. Đấy mình lấy một cái để mình lưu ý cho anh em xem thôi, chứ thực ra cái đầu mình vứt đi rồi. Rồi anh em quay trở lên quạt cho mình chưa, để đầy luôn cả cái đĩa này. Đấy em nhìn này, cái phần thớ thịt này, từng cái thớ thịt này anh em thấy chưa. Cái thứ thịt này rất là dày anh em ạ. Anh em nghe nhé. Thấy chưa? Quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Ui dồi. Thịt nó hồng, nó ngon, nó đã anh em ơi. Ui thơm lắm anh em ạ. Thui rơm, ui nóng quá. Thui rơm lên nào. Nên là nó kiểu dạng như là nó ăn rồi gì nữa. Nó thấy ngon, nó vào nó bằng nhắn này. Thui rơm nên là mùi, nó cái mùi nó kiểu thêm mùi khói thơm lắm anh ạ. Xin mời các em nhé. Wow. Cái này mà mình cứ dụ mà quay thêm khoảng 15 phút nữa thì là cái chỗ này nó sẽ đanh vào. Đấy, thì nó rất là giòn, nhưng mà vấn đề là đanh vào thì đồng nghĩa việc là nó sẽ khô đi. Mình ăn kiểu chín tới này thì nó rất là ngọt anh em. Em nhìn khói bốc nghi ngút này. Ăn kiểu chín tới này thì nó ngọt. Đấy, tí nữa mình sẽ thử phần da sau. Xin mời anh em nhé. Con miệng thịt ngọt thật anh em ạ. Gì? Nước cứ đập tay mình nó đòi ăn này. Này cho con đây. Đây. Đó. Ui dồi. Con này nó phải hơn 1 cân. Hơn 1 cân anh em. Cái da này. Anh em có nghe thấy tiếng giòn không? Mày ăn rồi mày cứ thấy đây đâu ấy. Nhưng mà nghe em nhá. Mình sẽ chấm cái này thật là đã, xong là cho anh em xem. Anh em nhìn cái thịt này, nó ướt, nó mềm, nó chín tới ấy. Này. Ôi, nó chua, cay, mặn. Xong là cái vị ngọt của thịt nó ra, ui, đã. Con này nếu mà bán ra ngoài chắc phải 150-200 một con. Mình đoán thế. Tại vì thịt chuột bây giờ ngoài thị trường đôi khi là chuột cống, chuột ở mương, chuột ở rãnh, đôi khi là chuột không sạch. Nếu mà chuột đàn mà ở ngoài cánh đồng ấy thì là cũng là ngon rồi. Nhưng mà chuột đất mà ở ngoài cánh đồng thì nó gọi là đặc sản anh bạn, không phải ai cũng bắt được đâu. Cái con này nó rất là tinh danh, rất là khôn, chứ không phải là dễ bắt nó. Thì xé cả đảng nhá, xé cả đảng nhá. Ui anh em nhìn này,
Ui, cái lớp da nó giòn này anh em nhìn này. Ui. Cái này mà có thêm rau sống cuộn vào ăn thì thôi đã rồi. Xin mời các em nhé. Ăn nhiều kiểu gói đấy. Không từ gì hiện tại anh ạ. Thơm lắm. Không nhận con này béo lắm. Ăn nó ngon. Đây, cho con cái phần đùi đây. Con này ăn rất nhanh nhé. Cái phần má này là con chuột này, cái phần má, phần đầu rất nhiều thịt. Nhưng mà tại vì cái đầu chuột nó rất khó làm nên là mình đã sạch tiền. Để mỗi danh mang. Ok anh em ơi, tiếc quá cún nhà mình vẫn chưa được ăn xương nên là cho cún mẹ ăn hết. Nào, bắt tay con nào, bắt tay con nào. Chưng 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 chưng. Xinh quá, xinh quá, xinh quá. Ê, ê, răn, 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 răn. Ui, ui. Ui. Từ từ, từ từ, từ từ. Ui dồi ôi, không kịp anh em ạ. Mình vừa nhìn lên phát luồn vào trong, nó chui trong đây luôn. Đó, nó đang nằm trong một cái bụi này này. Bây giờ thì không dám thò vào tại vì mình cũng không nhìn rõ là rắn gì, mình chỉ nhìn thấy rắn nó lườn một phát. Ui anh em ơi. Nó chui luôn trong bụi cỏ này. Đen thế trời ơi. Khả năng con này nó ra để nó đi tìm chuột nó ăn đấy anh em ơi. Quá đen ạ. Ui. Thế hôm nay sống hai chuột một rắn rồi. Đây, nếu mà nó nằm ở dưới đây thì đúng không chạy thoát được nha bọn. Nếu mà con rắn nó nằm ở dưới đây thì không chạy thoát được. Dưới đây thứ nhất là khô, thứ hai là nó cũng khá thoáng, chứ còn ở trên bụi này thì chịu chết thôi. Nếu muốn làm thì làm cho tới khi mà chết cũng ráng mà chịu. Còn muốn chơi thì phải chơi cho tới khi mà thua cũng ráng mà chịu. Ok anh em ơi, bây giờ hiện tại bây giờ mình đang có mặt ở cầu ao. Và chúng ta sẽ không câu cá, chúng ta sẽ không làm gì với cá cả. Và chúng ta sẽ được xem hình phạt của mình. Ráng mà chịu, chơi là phải chịu đúng không anh em? Đó, lần trước mình thua mình chịu, mà các bạn thua là các bạn phải chịu. Đó, ok, thử thách ngày hôm nay là hơi fail tại vì do là khả năng mình bẫy hơi muộn. Tại vì cái quãng thời gian cách đây khoảng 1 tuần hay 2 tuần thì những cái vũng nước cây cỏ đi lại rất là nhiều. Mà không hiểu tại sao, chắc kiểu bây giờ nó khô hanh quá rồi. Thì là khả năng nó chuyển khu vực khác nó ăn rồi. Đó, thế nên là cái bẫy của mình... Nhưng mà thay vào đó thì lại được cái con chuột đất to to dã man và ăn ăn bá cháy con bọ chét luôn anh em ơi. Ok, bây giờ là thua thì cũng thua rồi, chơi thì cũng chơi rồi, cá cược thì cũng cá cược rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ được xem mình phải thực hiện hình phạt nó chứ nào. Hôm nay trời cũng đang ấm hơn hôm qua một chút xíu. Hôm qua thì có gió bấc, hôm nay thì không có gió. Và chúng ta thôi không nói nhiều nữa. Ok nhá. Anh em ơi. Anh em ơi. Nói thật với anh em là nếu mà để mà hôm qua mà nhảy xuống đây chắc là hiện tại bây giờ cũng đang rất là lạnh rồi anh em ạ. Ui dồi ui. Ôi ui. Anh em cảm giác lạnh. Ui dồi ui. Chơi là phải chịu. Ăn đâu, ăn đâu, ăn chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Bye bye anh em. Quên chưa tắt máy.